Xin chào cả nhà, hôm nay mình có đến nhà vườn của bạn Kiều Xuân ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai con quấn rễ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ bạn nha. Rồi, anh chào Xuân. Dạ em chào cô chú anh chị ha, chào tất cả mọi người đang xem kênh của anh Trọng ha. Rồi hôm nay cũng tới nhà vườn của em xin giới thiệu với cô chú anh chị vài loại mai con và mai quấn rễ cũng khá là đẹp ha, đặc biệt ha. Rồi. Rồi xin mời cô chú anh chị tham khảo nha. Đầu tiên á, em xin giới thiệu với cô chú anh chị là đây là rễ thú ha. Rồi, quấn rễ hình thú cả nhà ơi. Đúng rồi, cái gốc này khá là lớn luôn á. À, xin cái này mình lấy cái hoành có chừng chắc bự cái bút bi chắc cú dạ, là đúng bự rồi, lắm bự cả nhà. Hơn cây bút bi á. Xem cái đầu ngón út luôn cả nhà. Quấn rễ hình thú. Đây. Hình thú bự lắm cả nhà. Cái này, cái này cây dạng này lá nó còn cao. Đẹp nè. Xin ơi, cây này cao khoảng chừng nhiêu? Dạ cái khoảng cây này cao là 7 tấc tới lên ha. Trời ơi. Nó cây cả cứng mét cây luôn. Cực kỳ luôn cả nhà ơi. Nè, dạng lá còn cây này dáng lá lẹt làng Quá dạng lá tí lẹt luôn. À, quấn rễ hình thú này xin giao lưu bao nhiêu em? Dạ cái này là có 10.000 cây ha anh. 10.000 cây, rồi bao nhiêu cây em gửi? 20 cây em gửi và 50 cây em bao ship tặng hai ha. À, quấn rễ hình thú như cả nhà, thì cả nhà cố gắng xem hết clip. Rất cái là này... nhiều cái lộ quấn rễ đẹp luôn cả dạ, nhà ơi. Cái này là để mình ghép được luôn rồi ha. Ừ. Mình còn không mình tầm lấy tàn. Rất khá là bự luôn cả nhà. Tàn cũng có lắm nha cả nhà. Như cây này nè. Tàn để mình xây một vòng như nhà mình tham khảo nha. 10.000 một cây. Rồi mình có thể trộn đơn nha cả nhà. Để mình tham khảo thêm một số mẫu khác, những mức giá khác. Rồi tiếp theo mình tới gì nữa em? Ơ Xuân ơi, cho anh hỏi thêm cái giống mai này, giống mai gì? Dạ này là mai thường của mình thôi anh á. Ừ. Không phải giả. Chủ yếu là mình lấy về mình ghép ha. Dạ đúng rồi. Rồi cả nhà ơi, mình tham khảo nha. Với lại là năm cánh cũng đẹp lắm. Tại em không có đeo mặt bông chứ năm cánh cũng khít. Ừ. Nói chung là không phải là xấu. Rồi số điện thoại của Kiều Xuân mình để bên góc trái màn hình nha, bên đây nè. À, cả nhà có cần mai giống mai ghép thì cứ liên hệ Xuân. À, Xuân có Xuân sẽ báo cho cả nhà nha. Rồi tiếp theo mình tới quấn rễ lò xo. Có hai dạng lò xo, bên kia lò xo đẹp hơn cả nhà. Dạ, cả nhà đợi xem tới lò xo đó nha. Thì đầu tiên thì mình giới thiệu cái lò xo này mình lấy khoảng chừng cỏ này không ạ? 2-3 vòng hả? Dạ 3 vòng trở lên. Lò xo này 3 vòng trở lên. Rồi cái hoành này nó cũng cỡ bên thú bên kia cả nhà. Đấy, cành nhánh cái nó cùng một lô luôn hả Xuân? Dạ nó cùng một lô nhưng mà cái lô này thì lá nó không đẹp bằng cái lô đó. Ừ. Tại nó khác clip á. Rồi anh nghĩ cái hàng này chắc mình lấy về mình ghép quá ha. Dạ đúng rồi, cái gốc này chắc gốc ghép quá. Dạ đúng rồi. Rồi cả nhà ơi, cái gốc bên đây em giao lưu bao nhiêu? Dạ cái này em giao lưu là cũng 10.000 á anh. 10.000, rồi đồng giá luôn. 10.000 mình lấy mình trộn đơn rồi nha cả nhà. Thì dạ, cũng đúng là rồi. Bao nhiêu cây em gửi? Muốn lấy gì lấy. Dạ 20 cây em gửi và 50 cây em bao ship tặng hai, cũng ừ. Giống như cái đó luôn á ừ. Anh. Rồi. Rồi cả nhà, đây cái dòng này cả nhà. Quấn kiểu này cũng đẹp lắm chứ bộ ạ, à. Mà nó hơi khít thôi. Dạ đúng rồi. Nó cái khít đó là bánh xe dừa ít. Mới mốt nó bự thì nó bị dính lại. Dạ đúng rồi. Rồi bên này lò xo 10.000 luôn nha cả nhà, đồng giá với thú. Rồi tiếp theo mình tới lò xo đẹp, dạ, xuất sắc rồi. Luôn nè. Cái lò xo này là em bao dịch từ 4 vòng tới lên này, nó là dạng thưa không khít ha. Ừ, như cái này 6 vòng luôn. Đúng rồi, cái này có hơn nữa nhưng mà em chế giới thiệu là cái loại trung bình thôi cho cô chú anh chị mình rồi. Tham khảo. Không có đem ra loại mà xuất sắc nhất ha. Mình cứ từ 4 vòng mình gửi phải không em? Dạ đúng rồi. Kệ bên đây thì cành nhánh ok lắm nha cả nhà. Bên đây thì cái lò xo này thì nó thấp hơn quá mà. Dạ nó thấp hơn mà cái nó được cái là dòng nó bự, đế nó nở hết trơn. Ừ. Nó đi lên hưa nữa. Nó đây không mình có chiều cao khoảng nhiêu xưng? Cái chiều cao chắc khoảng là 6 tấc lên anh. À. Đây cả nhà, cành nhánh thì nói chung là cái lô này thấy cành nhánh nhiều cả nhà. Rồi cái hoành này chắc mình cũng nó cũng cỡ cỡ nhỏ hơn bên đây cả nhà, cỡ cái bút bi đi ha. Nhưng mà cái thân của nó thì nó bự hơn. Ừ. Bên đây thì thân bự hơn, bên đây thì cái thân nhỏ hơn nhưng mà đựng cái để nở, cái quấn rễ nó cái nhiều. Củ nở. Ừ. Rễ này phải dài lắm mới quấn được kiểu dạ, này. Dạ đúng rồi, tại nuôi cực lắm. Rồi, nó bị lỗi mớ nữa đâu phải nó được nguyên vậy đâu. Ờ cái này em giao lưu bao nhiêu? Vậy cái này em giao lưu 15.000 ha. Cái này tại vì nó là kiểu rồi, đồ ừ. Kiểu rồi, còn cái kia là thường thôi. Rồi 15.000 cũng 20 cây gửi hay sao? Dạ 20 cây gửi, 50 cây bao ship tặng hai anh. Mình lấy từ 4 vòng trở lên. Khá là bự nha cả nhà. Cái hoành này mình lấy cái chừng cái bút bi thôi, còn cái vòng này mình lấy 4 vòng lên nha. Hôm nay cái gói cây này 6 vòng là mình chia sẻ với cả nhà. Đây, quá thấy đẹp luôn nè. Mình rửa cái cây mình giao mình không có rửa như vậy phải không Sơn? Dạ nó bị lấp đất á anh. Ừ, phải lấp mình đất phải lại. Phải lên nhưng mà em trước khi em giao là xe kiểm từ cây hết. Ừ. Nên em bao là ấy nếu mà có gì em sẽ bột một bù một ha. Có vấn đề gì, có thiếu sót gì thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn nha cả nhà. Số điện thoại mình để bên góc trái màn hình nha. Rồi, tiếp theo mình tới. Ôi bên đây đẹp nữa nè. Cái này là bính bệ ha. Bính bệ nhưng mà không phải là bính kia. Cái này là bính suông ha. Đây.
Cái này quấn như kiểu bệ ta. Dạ đúng kiểu bệ, nhưng mà chỉ một bên này là một vòng xoáy theo. Ừ. Nhìn bệ chữ ếch á. Người ta quấn theo một vòng này ha, quấn vô vô, còn này quấn theo chữ ếch nè. Này ai yêu nước là mua cái này nè, tại vì hình chữ ếch nè, đất nước Việt Nam của mình nè. Đây quấn thêm trồng thêm hai cây đây, hai quần đảo nha. Rồi, cái này, cái này nó cũng không có bị khích luôn ha, này nó nở còn bự lắm nè, nó hư nè ha. Rồi. Rồi cả nhà ơi, cái này mình thấy lạ nè cả nhà. À, quấn theo hình chữ ếch ha. Rồi, cái hoành này bự này nha cả nhà, cái hoành này chắc cũng cỡ cái lô đầu à. Cái này bự ạ. À. Hoành này là cỡ cái hàng hình thú với cái lò xo ba vòng hai vòng nãy cả nhà. Rồi, cái cành nhánh nè cả nhà. Ờ Sưng, cái này bằng cái lô đầu không Sưng? Hai loại đầu không ta? Dạ cây thì bằng nhưng mà cái đế thì nó khác. Ừ. Đây cả nhà, cành nhánh xum xê luôn nè cả nhà. Nhưng mà cái này thì lâu hơn anh, cái này 2 năm, còn cái kia có 1 năm mấy. Cái này chiều cao lấy khoảng chừng nhiêu? Cái này chiều cao chắc cũng khoảng 7 tấc lên anh. À. Nhưng mà chiên nói chung là nhánh nó còn nhiều. Nhánh ghê thiệt á. Đây cả nhà, để mình cầm lên cho cái nhà mình tham khảo nha. Đây nhánh nè cả nhà. Này mình tầm toàn cũng đó, tí không? Rồi cái này giờ luôn bao nhiêu Sưng? Cái này là 39.000 cây anh, cái này bự lắm rồi. 39.000. Với nó bị lỗi nhiều lắm, thành ra mua giá này không có mắc đâu. Mình thành phẩm như vậy là lâu dữ lắm. À, quấn kiểu này bị lỗi nhiều phải không? Dạ đúng rồi, bị lỗi nhiều, bị đứt khúc anh. À. Cái rễ nó dài dữ lắm mình mới làm, mà trong thời gian mình quấn á, nó bị đứt khúc nữa. Rồi mấy cái cây đó mình bỏ hết, mình đâu có lấy được cái gì, dù như là 10 cây là mình chỉ lấy được có 5 cây hoặc là 4 cây thôi. Chứ nó không có đạt như nó quấn bị hột nhiều ha. Dạ đúng rồi. Rồi cái hoành này chứ mình lấy thì cũng cỡ đầu con út mình đang lên cái nhà, mình thấy gốc này khá bự nha. Cái này là bao nhiêu cây em gửi cho Sưng? Dạ cái đó là 5 cây em gửi rồi anh, 10 cây em bao ship. Rồi cả nhà, 5 cây gửi 10 bao ship. Rồi. Đây, mình tham khảo thêm một gốc nữa nè cả nhà. Đó, bự ghê luôn cả nhà, cái này mình về mình ghép liền được luôn nè. À, bên đây mình có rồng. Rồng này giao lưu bao nhiêu đây Sưng? Rồng này giao lưu là 39.000 một cây luôn đồng ha. Đồng giá luôn ha. Dạ đồng giá, nó cũng bị lỗi nhiều thành ra là cái giá nó hơi cao. Nhưng mà so với những chỗ khác là cái giá của em là cái giá vườn rồi đó. Giá là nếu mà mua nhiều thì có giá ưu đãi luôn ha. Rồi vườn thì sẽ có giá mềm luôn. Sưng, rồng này mình lấy có chừng ba cái co này trở lên ha. Dạ đúng rồi, nó bao là 3 co lên. 3 co lên. Rồi cả nhà ơi. Cái hoành này để mình lấy chắc cũng cỡ bên đây luôn cả nhà. Hai này nó cùng lô đi, đồng giá 39.000 nè. Kích thước nó cũng cùng nhau nè. Rễ rồng, quấn rễ hình rồng, năm nay năm con rồng. Bây giờ gốc ghép này thì mình về mình ghép. Còn mấy tháng nữa có một cây mini nhỏ nhỏ chơi Tết. Rồi hình con rồng nha cả nhà. Đây cành nhánh đây. Rồi, cành xinh. Nhánh này nè. Nói chung là nó không có được đẹp, nhưng mà nó có cái là nó dày ha. Nó cây nó dày lắm. Mai con này cả nhà ơi. Mai con mà nó lên như vậy thì cũng phải lâu lắm đó. Số lượng rất là lớn luôn phải không Sưng? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Số lượng em còn nhiều lắm. Thì cái thời gian này thì cái lá của mai con nó đâu có bằng mấy cái tháng 4, tháng 5 rồi hả em? Dạ đúng rồi, nó không có bằng, nó bị xuống lá bớt rồi. Lúc này thì lá nó bị xuống rồi cả nhà. Nhưng mà mai con mình mua về mình làm mai gốc ghép mà. Cho nên mình cũng không có quan trọng, chủ yếu là cái quan trọng cái đế nè, với lại cái hoành nó bị lớn nè cả nhà. Rồi, cái này đồng giá 39.000. Okay. Quá tí không? Đây, cái rễ nó để kèm, cái rễ nó so với cái thân cũng 9-10 chứ đâu có thua hen. Dạ đúng rồi, nó sẽ như vậy hết luôn, nó không có bị teo lại đâu. Hàng bên đây cũng 5 cây gửi 10 bao ship luôn em. Dạ đúng rồi. Rồi, con rồng này cũng đồng giá với cái bên, cái này mình tạm thời gọi đây là bệ đi cả nhà. Bệ mà quấn kiểu hình chữ S nè cả nhà. Thì đồng giá 39.000, 5 cây gửi 10 cây bao ship cho cả nhà nha. Cả nhà có thể ghép đơn lại. Rồi cái hàng đồng giá này thì cứ 5 cây này 1 cây kia cũng được ha. Rồi mình tham khảo thêm một gốc nữa nha cả nhà. Rồi bên đây mình tới con rắn cả nhà ơi. Con rắn này mình đầu tư 5 sao được nè. Đúng rồi. Rồi con rắn này một nè. Một con nè, hai con nè, ba con nè. Ba con ăn lên không? Ba con không phải không em? Dạ ba con rưỡi ăn lên anh. Ba con rưỡi đây. 1, 2, 3 đúng rồi bên đây nữa nè. 4. Thì em vô luôn sao? Cái cây này là 40.000 một cây ha. Ừ. Cái này là khoảng là 3 cây em đi đơn rồi. Ừ. 10 cây em bao ship. Rồi 3 cây đi đơn, 10 cây bao ship. Dạ đúng rồi. Rồi cả nhà ơi, bự lắm nha cả nhà. Đây cái thân của nó nè, thân của nó cũng cỡ cái đầu ngón út của mình ha, còn cái hoành, còn cái rễ của nó cũng cỡ với cái thân. Đây. Cây cũng cao, cứng cây cực kỳ luôn cả nhà ơi. Cái này mình về mình ghép là ok luôn á. Cây này khá cao hả Sưng? Dạ đúng rồi, cây này cao anh, 7 tấc lên anh. Rồi, cây cả mét luôn á. À vậy hả? Dạ.
À, số lượng bên đây còn khá nhiều ha. Dạ đúng rồi, còn nhiều lắm anh. Em Rồi. khui để bán giao lưu cô chú anh chị mình đam mê ha. Rồi. À, hôm nay thì xin xin giao lưu với cả nhà một số cây mai quấn rễ nha. Rất mong cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Cô Liễm em xin cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Rất là rất mong cô được cô chú anh chị mình ủng hộ tiếp tục ha. Rồi em chúc cô chú anh chị mình làm việc một ngày hiệu quả ha, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha. Chào cô chú anh chị mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.